Alo vợ à? Chồng đang ở trên công ty lấy cái tài liệu cho sang chút xíu á, để tí nữa chồng về nhé. Xin lỗi thưa anh là ai ạ? Anh lên lấy tài liệu của công ty chút xíu. Mà không phải là hôm nay được nghỉ đấy em. Anh tính nói là tụi em cần phải trực ban, nếu không tụi em sẽ bị phạt. Và đã không có tiền lương nữa thì mà bọn em lại phạt nữa thì là chết mắt luôn anh. Không có tiền luôn. Em về đi. Cũng lâu rồi em chắc chưa được ăn bữa cơm với gia đình đúng không? Bữa này hãy về mà ăn với gia đình đi em. Nghĩ gì mà nghĩ? Anh làm gì đây vậy? Dạ anh này đến lấy tài liệu, để em đưa anh ấy lên lấy ạ. Anh là người có bộ phận nào? Ở đây thế làm gì? Ok, cho tôi hỏi chút. Không phải công ty được nghỉ phép rồi sao? Nghỉ? Ê, có nghỉ không? Dạ không. Có về nhà ăn cơm không? Dạ không thưa sếp. Nghe rõ chưa? Nghe rõ rồi thì biến đi. Mày mà chọc giận tao là tao cho mày ngày nào cũng được nghỉ đó. Ơ này anh kia. Tiền thưởng mà công ty phát cho tất cả nhân viên đâu hết cả rồi? Tiền thưởng? Một nhân viên nhỏ bé như vậy mà cũng có tiền thưởng hả? Đừng có ăn nói vớ vẩn. Ngày mốt khỏi làm nữa. Có phải anh không muốn làm tiếp nữa đúng không? Alo Sang à, em xem cho anh cái tiền thưởng của nhân viên nó đi đâu hết cả rồi. Nếu như anh biết được là ai ăn tiền thưởng của nhân viên ấy, coi chừng với anh đó. Anh là anh Linh. Anh ơi, em có mắc mù, anh xin lỗi. Thôi. Công ty á, phát tiền thưởng cho nhân viên là để cho nhân viên có động lực. Mà đã bị cậu ích kỷ ăn chặn tiền thưởng mà còn lại còn áp bức nhân viên nữa. Công ty bị những người như cậu làm hỏng rồi đó. Cậu cũng bản lĩnh thật đấy. Dạ dạ sếp ơi, em sai rồi, em không dám nữa. Người như cậu mà phải làm phiền đến công an ấy thì cũng rất là mất mặt. Nên trong đêm nay trước 12 giờ hãy trả lại tiền cho người ta đi. Dạ dạ em hiểu rồi. Dạ em về em làm ngay ạ. Tôi có cái phong bì đây, cậu về ăn cơm với gia đình đi. Bằng